Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đến với bài demo sử dụng viết API cho web service bằng Spring Boot, cũng như là chúng ta sẽ dùng Ajax của bài 12 để chúng ta hiển thị ra luôn. Thực ra thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cơ bản thôi, còn không có giao diện đâu. Giao diện mọi người tự tự xử lý thôi. Thứ nhất là về nhìn về tổng quan thì tất cả nó sẽ giống như cái bài mini test mọi người làm. Nó gồm model repo service bình thường, nó không có gì đặc biệt. Có điều ở đây là mình đang dùng page global để phân trang. Mọi người có thể hoàn toàn dùng cái bình thường cũng được. File on à, mình xem nào. Student chỗ này hay là mình làm file on nữa nhỉ? Thôi dùng page global cũng được. Anh em chuyển dần sang page global cho quen. Mọi người tùy mọi người thôi. File on không sao cả. Đây có file on đây. Thì ví dụ như mình làm cả hai cách đi. Đầu tiên mình làm cái bình thường trước, mình làm cái controller mà không có page trước đi. Còn có page mình tính sau, thì nó không khác nhau nhiều. Chú ý là có mấy cái annotation như sau. Đây, mình có source API, chú ý cách viết API cho chuẩn, tránh bị tránh việc bị ăn chửi thì mọi người nhớ chú ý. Đấy. Authorize này, class service này, viết như này rồi. Cái này là một cái annotation để đánh dấu tất cả các trình duyệt từ mọi nơi đều có thể truy cập vào cái trang máy chủ của mình. Nếu không có thì nó chỉ cho phép những cái máy chủ trực tiếp của mình và portman truy cập được thôi. Mọi người không thể truy cập bằng cái bằng Chrome được, hoặc là tất cả các trình duyệt khác đều không được. Thì mọi người chú ý cái đấy, mỗi cái đấy không? Dùng get mapping chúng ta có public, nhớ là response entity này, truyền vào cho mình nó là list đúng không, nó iterable gì class SS đó. Get all, mọi người chỉ cần để get all là được, thôi để file all đi cho rồi, để file all nhá, không cần get all, không cần phải get all class. Bởi vì sao? Bởi vì đây chúng ta đang ở class controller rồi, thì nếu viết file on ở đây là ok, không cần phải file on class, như vậy nó sẽ bị thừa chữ class. Return cho mình cái new response entity. Chỗ này mình sẽ chuyển vào class service chấm file on, cho mình một cái trạng thái http ok đó. Http ok thì nó chỉ là một cái chuỗi thôi, mọi người ấn vào thì mới xem được nó là cái gì. Mình xem nhá. Ok này, đấy value 200. À, nó là một cái đây gọi gì, đây là những cái i5, i5 nó kiểu gần gần như hàng ấy, mà đây là của nó xây dựng sẵn rồi, mọi người chỉ cần hỏi ra là ok, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Rồi bây giờ sau khi đã viết xong thì mọi người nhớ chạy lại, và trước khi làm với Ajax thì mọi người sẽ phải test repo trước để mình sẽ nhắc thử cho mọi người xem. Đây mọi người xem nha, portman này, API Department này. Ok, thế là ok rồi nhá, ra được ba rồi. Sau khi đã ra cái này rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu xử lý với Ajax. Dùng Ajax thì mọi người nhớ chúng ta cùng thư viện này. Thì mọi người biết là chúng ta dùng API rồi. API sẽ trả ra JSON. JSON thì chỉ cho lập trình viên có thể đọc được và hiển thị được thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái mới gọi Ajax. Ajax sẽ là một cái thư viện viết bằng JS. Không phải, Ajax không phải thư viện. jQuery mới là một thư viện, và Ajax là một cái hàm của jQuery được cung cấp để có thể đọc dữ liệu kết nối từ ứng dụng khác. Tức là làm sao? Tức là nó sẽ nhận cái phản hồi, tức là nhận cái HTTP, nhận cái response entity kìa, nó sẽ hiển thị ra. Nó sẽ nhận được cái đó, và cái việc hiển thị ra sẽ là viết JS bình thường thôi. Giờ mình sẽ thử này. Ở Ajax mình sẽ có một cái hàm function. Mình sẽ đặt cho nó get all class. Đó, thế thôi. Mình sẽ get all class thì mình sẽ dùng cú pháp của Ajax thôi. Cái này thì nó là cú pháp rồi, không có gì thắc mắc cả. Đồ là Ajax này, size size chính là cái method, chính là get mọi người nhá. Rồi chúng ta có URL, chính là cái đường dẫn mà truy cập đến cái máy chủ của mình, tức là cái local host đó mọi người ạ. Đây có cái này cho mình để ở đây rồi. Tiếp đến là sau khi xử lý thành công thì nó sẽ có một cái trạng thái gọi là success.
Đây, thì mọi người sẽ viết một cái function cho mình. Thôi, cái function này mọi người viết riêng ra nha. Function display class. Đó. Thì cho mọi người viết cho mình một cái nhận vào array. Array này. Rồi. Cái để đấy. Chỗ này thì mình sẽ viết function này. Data này. Trước khi viết cái dưới thì mọi người sẽ cần phải biết cái data là cái gì. Ra thì cơ chế quả rách là như sau, mọi người sẽ truy cập đến một đường dẫn với một method nhất định, và khi nhận được phản hồi thì nó sẽ là kiểu JSON đúng không ạ? Thì mọi người sẽ nhận được JSON đó dưới cái biến data, tức là cái biến này luôn luôn có. Khi sắp xếp thì chắc chắn sẽ có một cái dữ liệu gì đó trả ra. Và đây mình đặt là data thì mình có thể đặt là lợn được, đặt là dịn được. Mình thử console con ra đã, xem nó là gì. Đó, chạy thử này, mọi người sẽ xem nó như nào. À, chưa gọi hàm, mọi người gọi hàm cho mình. Unload get on class đó, gọi hàm thử xem này. Làm với áo rách thì 100% mọi người luôn luôn phải bật cái phần console cho mình, không làm không bật lên thì có lâu mới chạy, không phải có lâu mới chạy. Thực ra nói hơi quá đáng nhưng mà cái đấy là một thói quen, mọi người bật lên để check các thứ đó. Đây chúng ta đã thấy là chúng ta lấy được ba cái rồi đúng không ạ? Giờ chúng ta hiển thị ra như nào? Hiển thị ra thì cũng đơn giản thôi, ngày xưa chúng ta làm hiển thị for thôi. Less y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn array chấm len chấm phẩy y cộng cộng. Mọi người hiện tại làm lần đầu tiên thì cứ đơn giản là document chấm write cho mình, không cần lằng ngoằng. Write là cái gì? Array y chấm name. Tại sao lại chấm name mà không có ý gì? Mọi người sẽ khi mà con số lốc ra thì mọi người sẽ xem được thuộc tính của những cái đối tượng mọi người gửi sang bên này. Mọi người chấm name chính là chấm cái này đó. Bây giờ mình sẽ gọi hàm đó đây, display class truyền vào NL chính là cái dữ liệu mình lấy được. Đấy, nghe là xong. Thử này. Mình liên dòng đúng không? Mọi người cộng cho mình cái BR xuống dòng vào đây. Đó, thế là xong. Việc hiển thị khá đơn giản đúng không? Ok, thế là về phần hiển thị một cái file own một iterable bình thường. Bây giờ mình sẽ cùng đến cái hiển thị một cái gì nhỉ? Một cái mình sẽ copy cái bộ đi. Ở đây thì mình sẽ thay thay việc onload thì mình sẽ để cái nút này hiển thị danh sách lớp này, mình sẽ để on click của nó, on click chứ, get on class đó, xong mình sẽ có hiển thị danh sách học viên student viết sẵn đã tạm thế danh sách này tí nữa viết này, cái kia viết sẵn đây đã. Thử bây giờ lúc mà ấn thì nó mới hiện mọi người nhá. Đấy. Chạy thử này, ấn này. Được chưa? Ok chưa? Mọi người thấy như vậy là bị mất cái nút đúng không ạ? Thì mọi người chú ý chúng ta lại có cái cách như ngày xưa chúng ta làm. Đó là chúng ta có một cái div để nó hiện ra document ID cho nó. Display chẳng hạn. Trong này mình viết document khai báo biến press document get element by ID, ID sẽ display chấm phẩy display đó, phải bảo em nhỉ, không làm cái này không đúng, display để cuối chấm inner bằng rest, còn cái rest lúc đầu chỉ là một cái chuỗi thôi, xong mình cộng chuỗi rest cộng vòng đó. Rồi này chúng ta sẽ hiển thị nó đúng ở chỗ cái display này thôi, chứ không bị đè lên cái nút của mình nữa. Đấy, khai báo một cái chuỗi là một cái biến là chuỗi này, xong cộng chuỗi với cái được gọi ra này, xong đó hiển thị nó ra ở chỗ display đó. Ok, đợi mất cái nút được chưa? Đấy, hợp lý. Tiếp tục chúng ta lại sang phần controller của student controller. Student controller thì là packable thì mình cũng biết sẵn rồi, mình sẽ sửa lại API một chút. Với get thì chúng ta sẽ hiển thị ra một cái iterable nhưng mà dạng page thì nó khác như nào thì mình được quan sát nhá. Trở lại này. Đấy, cách viết thì nó vẫn thế. API thì REST controller, brought origin sao, request mapping, chỗ này là trả về responsibility. Chứ nó packable thêm mới thì vẫn không khác gì với Spring MVC cả. Vẫn thế. Chú ý là nếu mà ai bị lỗi thì thêm cái này vô, khi lại chạy ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử get trước. Mọi người phải test tất cả bằng Postman trước thì chúng ta mới được chạy bằng gì ạ?
chạy bằng Ajax thì mới làm được Ajax. Đây, về về khoản một cái Pickleball thì nó như nào? Pickleball nó sẽ có một vài phần như sau. Nó sẽ gồm phần content, rất nhiều thứ nữa. Thì cái phần Pickleball, quên, phần content chính là chúng ta phần tận tâm, chính là phần nội dung. À, chạy được rồi nhá. Bây giờ chạy được rồi thì chúng ta mới sang Ajax, sang cái phần HTML làm việc Ajax ạ. Đâu nhỉ? Đây, đây, đây. À, chúng ta viết thêm cho mình một hàm. Nãy thì display các thứ rồi đúng không ạ? Display name là chung ấy, đang nào cũng dùng tiếp được mà, có vấn đề gì đâu. Function này. Rồi chúng ta sẽ gì? Tương tự rồi, copy này xuống, get thì rất là giống nhau rồi. Mà thay này thành student là xong. Đó, thấy rồi. Giờ display rồi. Mình sửa hàm rồi. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ lấy được cái danh sách đi về. Đấy, trước tiên thì console đã. Bao giờ làm API thì phải console. Khi mà get thì mọi người phải console xem mọi người lấy được cái gì đã. Chứ đừng vội code HTML luôn, không biết đâu mà lần được. Nhớ, đây là cái hàm. Đấy, lúc mà kết nối được rồi, lấy được dữ liệu rồi thì nhớ console có ra xem nó dạng như nào. Đây, bật sẵn inspect lên. Đấy là thói quen khi làm Ajax. Không bật cái đấy thì chịu. Đây, chúng ta có cái data lấy được đây. Thì cái phần nội dung chúng ta muốn hiện nó ở trong phần content chứ nó không ở ngoài như phần phần này nữa, không không như quả lớp nữa, là ở ngoài luôn. Đấy, chưa? Nó ở đây thì mình sẽ khác một chút. Khác một chút chỗ này. NL sẽ không phải, nếu mà chúng ta phải chấm content thì mới được list đúng không ạ? Đó. Trở lại này. Đấy, đấy list rồi này. Anh Dũng Bình này, chuẩn chưa? Đây là xong phần hiển thị ra cái student. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp theo đến cái phần thêm mới đúng không ạ? Thêm mới một mình sẽ làm thêm mới phần thêm mới à? Thêm mới cái phần gì? Mà tạm thời ẩn những cái này đi nhá. Thêm mới thì chúng ta sẽ làm thêm mới một cái student đi cho nó dài. Thì thêm một nút nữa đi. Show form. Đấy. Hiển thị thêm mới, à đâu, cái chữ thêm mới đi. Vậy là chúng ta sẽ viết như sau, lúc ấn thêm mới nó sẽ làm cái form. Được chưa? Show form add. Đó. Lúc ấn thêm mới hiện cái form. Cái này là hoàn toàn chỉ là gì? JS thôi ạ. Không có gì đặc biệt. À, làm tương tự cái trên thôi. Chúng ta sẽ khai báo cái biến này. Let's form bằng rỗng này. Để viết HTML thuận lợi thì mọi người cứ viết hẳn ra HTML xong rồi copy lên trên được, chẳng có gì phải viết thế. Form này, form này thì cũng chẳng cần form, mà không để trong form đâu, để input cho mình được. Input size text ID bằng có mấy thuộc tính nhỉ? Name score AGE đúng không ạ? Name này, score này, đây này, được chưa? Cho category này thì class thì cứ tạm thời để thế, chúng ta cũng chưa cần một người tạm thời nhập nhá, còn dùng save option à, save option này cũng được. Mình xem nào, cách thì vẫn làm được thôi, mình nghĩ là không vấn đề gì, nhưng mà từ từ đã. Với tạm thời làm như này thì mọi người làm được đã, cái phần save option thì mình sẽ cải tiến sau. Ok, ID có rồi, đưa vào đây. Rồi. Ok, xong đó mình sẽ document chấm cái element by ID lại hiển thị lên chỗ display kia. Mình hiển thị HTML bằng đúng cái form mình vừa ấy. À, còn cái nút nữa, chúng ta cần cái nút nữa đúng không? Nút add nữa đúng không? Button. Thêm. On click, mình sẽ đặt on click cho nó một cái hàm save. Save student. Rồi, thêm này. Thế nó vào đây cho mình. Save student thì giờ sẽ tạo. Đấy, function save. Rồi ok, chạy thử xem nó lên được cái hình như nha mọi người nhá. Thế mới này. Đó, 4 cái ô nhập lần lượt đúng không? Ok xong. Rồi mình sẽ thử trước tiên thì chúng ta phải lấy, không biết là mọi người còn nhớ cái cách lấy dữ liệu từ cái ô đấy vào không. Đó, khá đơn giản đâu. Let's name bằng document. Chấm cái element by ID. Chấm value. Đúng rồi. Chúng ta lưu đó. Ace.
gì nữa, score, viết đúng thứ tự đi, không tính nhầm. Đó, thì mình xong rồi mình lấy luôn class. Sửa action để buổi sau đi, mình chưa thể viết ngay được, quên rồi anh em rồi. Ok xong xem nào, xong bây giờ mình sẽ chuyển nó thành dạng object để tí mình còn chuyển về data chẳng hạn. Nó là đấy, viết nó là phang nó dễ. Name này, hai chấm name. Cách viết nó sẽ như này, đây chính là cách viết đối tượng ở trong CS, thì mình sẽ viết thành đối tượng như này để tí chúng ta còn chuyển về bên kia mà. Class. Rồi, xong rồi con select thử xem. Lời chẳng hạn, đó. Nó chạy thử này. Luôn luôn bật console. Lúc nào thế? Bug thì hầu hết check bằng console thôi. Này. Đấy. Rất là giống cái kiểu chúng ta nhận được đúng không ạ? Cứ làm sao mà giống kiểu nhận được là ok. Là tí nữa chắc chắn sẽ chạy đấy. Hoặc là không chạy. Rồi. Tạm thế. Dừng cái bước này đây đã. Cái bước lấy form dữ liệu tạm thời đây. Phải quay lại bên code một chút. Bên code Java thì mọi người chú ý cái post mapping nó sẽ nó khá là giống MVC thôi, nó chỉ đều nó thêm một cái annotation như này, student dấu xếp HTTP ok. Thì ở trong game người ta có truyền cái chỗ xếp vào đây, thì thực ra cái của người ta, cái phương thức xếp người ta trả ra cái đối tượng đấy luôn, còn của mọi người không có, mọi người là void thôi á, thì mọi người không không được truyền đấy đâu. Để mình cho mọi người xem chỗ đấy một chút. Như trong bài của mình có thôi. Đây cho mọi người xem cái service người ta này, post post đúng không? Post post service đây. Cái phương thức save save của người ta trả về post đúng không ạ? Chứ không như mình là mình trả về void. Trả về void thì đừng có để trong đó lỗi thế thôi. Chú ý cái đấy. Rồi. Lại như thế chúng ta viết xong này rồi, chúng ta chạy lại và chúng ta phải test postman trước trước khi chúng ta đã sách đúng không ạ? Thì mẹo test như thế nào? Thì mọi người sẽ xem dữ liệu dưới này đúng không ạ? Thì mọi người copy của nó cho lên. Copy một cái ở dưới cho lên đây cho mình. Cái nào vô đây. Sửa thành post. Xóa cái dấu chấm phẩy đi. Và mọi người sửa dữ liệu như mong muốn. Xóa ID đi nhá. Post thì nhớ xóa ID. Khánh Khánh chẳng hạn. Đó. Score 7 chẳng hạn. Đó. 29 chẳng hạn. Được chưa? Đó. Ấn xem thử này. Ok. Đấy, đây là cách thử Postman với mọi người ghét xong nhá, mọi người post cái, mọi người copy nguyên cái phần ở một thằng đối tượng ở trong trong phần ghét lên cho phần post để body draw relation. Đấy, cái đấy là nhanh nhất, đỡ phải có tay ngồi mà gõ tay từng cái này thì cũng khá là lâu, nên là copy hẳn một cái ở trong ghét đấy nó nhanh. Đó, thế xong rồi biết chắc là cái hàm post cặp hát add này, này trên postman nó chạy rồi thì chúng ta mới sang add, chúng ta biết viết cái phần post thì nó sẽ hơi dài hơn một chút, nó cũng không phải là khó hơn nhiều, nó chỉ dài hơn một tí xíu thôi anh em ạ. Đợi chút, đợi chút. Đây, chúng ta biết như sau. Đây 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 đây. Con slot rồi anh em, cứ để con slot đấy, không lỗi đâu. Để cho chắc bài. Tốt nhất là để đấy. Mình sẽ dùng đô la Ajax này. Ajax này. Một tròn, một nhỏ này. Tile lần này thì trước khi tile thì nó có một cái phần gọi là header. Đó. Header sẽ là một vài cái setting cho cái dữ liệu chúng ta sẽ gửi về cho bên Spring, Spring Controller á. Nó có một vài cái như sau, nó sẽ accept này. Đầu tiên là accept thì mình sẽ để application. Gạch chéo JSON, tức là kiểu mình trả về là JSON. Sau này mọi người làm upload file nó sẽ có thêm cái multipath file nữa. Tương tự như cái upload file ngày xưa mình đâu, nó cũng có multi path file. Multi thì cũng tương tự thế, thế thôi. Header còn lại thì giống không? Đến lại đến type, type ở đây thì trên là get thì đây sẽ là post. Post. Rồi. URL. URL thì giống bên trên. Rồi copy nhá. Copy cho chuẩn này. Đấy, uy tín.
Ôi dồi ôi, chưa có được. Rồi. Data data tức là data mình gửi bên kia thì nó sẽ phải dùng thông qua một cái hàm như sau: json.stringify truyền vào cái đối tượng kia, user. Ok, nó là student đúng không? À, mình là NL mà. Nhà máy. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ khi mà thành công nhé. Khi success này. Success. Đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ chúng ta alert thành công rồi. Đấy, thế đâu. Ví dụ thế chẳng hạn, xem được không? Còn khi lỗi thì mình thử in ra lỗi xem như nào. Errors. Function. Error, console log error ở đây là được. Mình sẽ in được ra lỗi ở trong console log. Rồi, chạy thử này. Đây, thêm mới nhá. 1111 chẳng hạn, thêm này. Bật console log tắt, tắt vợ đi, clear đi. Thêm này. Đó. Thành công không? Không báo à? Không báo thành công hoặc thất bại. Thế thêm được chưa? Hiển thị lại danh sách học sinh rồi nào. 5 rồi. Để chưa thêm được à? À chết rồi, tao hỏi mọi người ơi, hỏng rồi. Post post đây rồi này. Để đấy bắt xem. Ôi trời ơi. Rồi, thêm mới này. 1111 này. Rồi, console. Nó bảo Azac chưa nhỉ? Chưa gọi Azac. Có sót đâu không ta? Đô la chấm Azac. Không sai ở đâu cả. Đô la chấm Azac console chấm log. Rồi mà. Chết rồi. Hỏng rồi. Tao rồi. Lại nào. Nãy chưa reload lại trang kia. Bảo sao? Cay thế nhỉ? Thành công rồi mọi người ạ. Mình thành công rồi. Cái này lại lỗi này. Chưa được, chưa được. Mình sẽ xem lỗi là gì. Ủa, không có postman à? Post mapping request. À. Chưa đúng rồi ạ. Cái không đúng, cái không đúng. Cái nó viết như này không đúng. Nó sẽ như này. Cái đúng như mọi người biết cái này dùng event JSON cơ thì mới chạy được. Thì mới chạy ok, còn mọi người viết khác một tí thôi cũng là vấn đề. Cái này viết đúng như bên 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 à, bên gì nhỉ? Bên Postman một cái test ấy, viết như nào thì bên đấy phải viết được y như vậy cơ. Cái này thì cần ID thôi. Mọi người viết y như này thì bên kia mới chạy. Chứ còn không thì không chạy đâu. Thì bên này phải viết chỗ ok khai báo đối tượng này, phải viết y hệt tức là name score a class trong này ID chứ không viết như vậy của mình. Thử lại xem. Thằng Azac lại không đồng bộ cũng cay chứ. Đấy được rồi. Rồi, đó, xong rồi đó. Chạy lại thử nào. Đây, mọi người thấy không ạ? 111 đây rồi, đúng chưa? Xong, thấy không? Đây là phần thêm mới. Giờ chúng ta muốn thêm mới xong ấy. Chúng ta biết thêm mới chạy rồi đúng không? Bỏ mình để bước đi. Muốn thêm mới xong nó hiện danh sách luôn chứ nó không phải reload lại nữa thì mọi người làm như nào? Thì thay vì alert thành công ấy, mọi người gọi gọi lại cho mình cái hàm get on student ở đây, thế là xong. Rồi chạy thử lại nhá. Mới này, 2222 này. Đấy chưa? Đấy chưa nhỉ? 222 đâu? Đâu rồi? Thì danh sách học sinh nhỉ? Đây có rồi, dữ liệu chậm mà chưa lát được à, cái gì cho dữ liệu của bọn Azac lại bị chậm ra à. Rồi, rồi cái hàm này, cái hàm không có đối thì không viết ngoặc, trong trí nhớ của mình là như thế, bọn Azac lại viết ảo lắm đấy. Nếu mà hàm không có đối thì không được viết ngoặc, viết ngoặc thì chúng tôi không coi đấy là hàm các ông viết đúng à, ảo mà là xin chào, uy tín chưa? Đúng là cuộc đời không giống cuộc sống rồi ạ.
Đó. Thế là xong phần gì ạ? Phần thêm mới hiện tất cả rồi, đúng không ạ? Khá là dễ, không phải lót lại trang luôn. Không lót lại, cứ thêm vào nó tự ấy luôn. Rất là tuyệt vời. Và tất cả mọi thứ mọi người thấy nãy giờ là gì? Mình làm cả edit, cả thêm, cả show sản phẩm, show học sinh các thứ mình đều hiện ở một trang duy nhất thôi. Đó là trang 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 asset.html, chúng ta không hiện trang khác, không cần chuyển trang luôn. Và mọi người thấy thậm chí là rất là nhanh, nó không phải chờ đợi gì cả. Mọi thứ thì rất là nhanh thôi. Viết sai display name. Rất là tuyệt vời đúng không? Rách đi mọi người ạ. Rách thấy không? Về. Thấy không? Đó. À, thêm cái này. Lại thiếu cái gì rồi? Đây, toàn 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 toàn. Có đủ 5 lớp không? Vậy. Làm gì có lớn lớp thứ 5, náo vãi, 5 5 5. Cái điền 1 thì ok, là sao? Cái nào là lớp lớp? Đây 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 đây. ID là 1. Lại thiếu cái gì rồi? 500. Class ID. Ủa. Chờ tao ơi, các thầy ơi, hỏng rồi. Thêm một cái mục nữa đi. Mình có tắt server không nhỉ? Không. Lại để đều hết rồi, gì đâu. Đây đây đây. Ủa? Console. Qua bước này xem nào. Lỗi 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 lỗi. Nó vẫn tính là năm nhỉ? À ừ. Nếu mà nãy mình để bất thì nó qua bước đấy đâu. Thêm Nào. yeah. Service debug nào. Student. Là đi nôn đây đúng không? Qua đi. Thế nó vẫn tính cái đèn năm. À. Nó thêm vào đây rồi à? Đây. Bảo sao? Lúc hiện ra lỗi chứ không phải lúc thêm lỗi rồi ạ. Người. Cái này sẽ được giải quyết khi mọi người làm bằng save option nhé, save option mọi người không nhập thành hơn như thế được, nó không bị lỗi. Cái này là làm bị mình làm lỗi thôi. Sorry nghe. Làm ẩu quá. Lại 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 demo thế là tao. Mới này. Đầu tiên là gì nhỉ? Đó, chạy này. Hiển thị này rất là mượt, không có gì, không phải loát lủng gì luôn. Phê đúng không? Tắt đi bực. Đây, chạy. Ôi trời, phát mồ, không ngoan gì luôn. Mượt, bao mượt. Nice. Đấy, xong.